Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 22 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ nâng cao. Chủ đề của phần 22 này là Su Châu Khẩn Tử Chi <laughs> u Xèo Xin Kể Khơ Khơ Là Xeo Tủ Xuệ Su là thành phố Tô Châu. Su Châu Tử Chi tức là cái cửa hàng Kentucky ở Tô Châu. Hù xèo xin là không cẩn thận Cây khơ rỉnh khơ là Đã cho khách hàng uống Khơ rỉnh là khách hàng Cây khơ rỉnh khơ là đã cho khách hàng uống Xeo tủ sệ Xeo tủ sệ là cái nước sát khuẩn Nước sát khuẩn hoặc là nước sát trùng gì đó à, Cái hồi mình còn làm Ở bên nhà máy công nghệ vi sinh Thì xeo tủ Xeo tủ nó gọi là nhiệt khuẩn à, Còn sệ này là nước ra Thì mình là dung dịch sát khuẩn gì đó cũng được Đọc lại một lần nữa nhé Châu khơ là xeo tủ Và sau đây, xin mời các anh chị và các bạn chúng ta cùng tham khảo cái bản từ ngữ có liên quan đến bài. Rồi từ thứ nhất chúng ta có từ uh, chi, chi là Kentucky được rồi, Kentucky được rồi. Từ thứ hai là xeo tủ sợi là nước sát trùng hay là dung dịch sát trùng, dung dịch sát khuẩn gì đó cũng được hết. Xeo tủ xuệ, xeo tủ là động từ diệt khuẩn. Từ thứ ba là xèo tu, tu là họ đổ, xèo tu là tiểu đổ, tức là đây là một cái cách gọi. Đối với một cái người trẻ tuổi họ đổ thì có thể gọi là tiểu đổ, xèo tu. Từ thứ tư là biên sệ, biên sệ là nước đá thôi, biên là băng đá, viên sệ là nước đá. Từ thứ năm, từ thứ năm là từ che trước đây mình có nhiều nghĩa. Ví dụ như che là đi đón, mình đi đón con và suy che hại chưa? mình đi đón bạn rồi à, che phận vô rồi che là đón rồi chữ che này cái từ che này ai gọi điện thoại đến mình nghe điện thoại cũng là che tên hoa còn bây giờ chữ che này là tiếp mình tiếp cái gì đó cho người ta dùng thì cũng dùng cái từ che này à, dùng từ che này âm nói việc cũng là chữ tiếp luôn rồi như vậy là khẩn tới chi nè sao tủ sưởi nè sẹo tu rồi pin sưởi và che đó là năm từ cái tiếp chúng ta tham khảo từ thứ sáu Từ thứ sáu là sàng xưa Sàng xưa là cái cuốn họng của mình trong hai phần bên trong Sàng xưa Từ thứ bảy là quay là vị Tức là cái bao tử Quay là bao tử Ví dụ quay thẩn là bị đau bao tử Sàng sư thẩn là bị đau họng Từ thứ tám là chiên quản chỉ Chiên này là chữ giám Tức là giám sát Từ quản đó là chữ quản Tức là quản lý Như vậy là giám sát và quản lý còn từ chỉ là, là cục như vậy là cục giám sát và quản lý cục giám sát và quản lý thị trường ví dụ như thế hay là cục thuế rồi đó là dùng từ chỉ này hết cái tiếp chúng ta có từ thứ chín là thủy sản thủy sản là động từ bồi thường và nó thường dùng ở hình thức là động từ là bồi thường có khi là danh từ sự bồi thường cũng được từ thứ 10 là hào trai Họ trai này từ của khẩu ngữ Thì mình có thể dịch là may mà May mà Họ trai Và từ thứ 11 Nó không phải là từ Thực ra nó là cụm từ của trai chú. Một cái từ chú là chữ xuất Có nghĩa là xảy ra Ví dụ chú Giao à, thông sư cu Xảy ra tai nạn giao thông Rồi Ờ à, trai chú trai chú tức là không xảy ra cái gì đó nữa Không xảy ra nữa Đó là 11 từ của cái cái phần 22 này và sau đây xin mời các anh chị và các bạn chúng ta cùng xem nội dung chi tiết nha. Chuy là gần đây, chuy là gần đây. Chai trang Su Su hải xèo tu số. Ở đâu xong mới làm gì ha? Chai Su Su công tác của nữ hải tiểu tu số thì mình dịch là gần đây À, chị tiểu đỗ như hải này là một chỉ một cái người phụ nữ trẻ thôi thì mình có thể dịch là chị tiểu đỗ làm việc tại thành phố tô châu của tỉnh giang tô cho biết từ số đây mình có thể dịch là nói nhưng mình cũng có thể dịch là cho biết Tha san yue 29 chiều rư su khẩn chi Sư sữa Tha 3 yue 29 chiều <laughs> Vào chiều ngày 29 tháng 3 khi chị ấy ăn ở tại một cửa hàng Kentucky tại Tô Châu Yên quê rơ khổ khửa là bởi vì thiên rơ khổ khựa Bởi vì trời nắng mà miệng khát. Thì mình dịch là bởi vì trời nắng và rất khát nước Rồi Yên quê thiên rơ khổ khở đây là một cái cách nói trong văn nói thôi khổ ngữ sang phủ giao là y bay biên sệ là y bay biên tức là kêu hoặc là gọi hoặc là yêu cầu cũng được à, yêu cầu cho một ly nước đá biên là nước đá sang phủ uyển giao giao là y bay tức là gọi nhân viên phục vụ để cho một ly nước đá Tan tha chai hư là liáng khổ gì hô Hơ là liáng khổ Liáng khổ mình dịch là uống hai ngậm Đừng nói là uống hai miệng nhé Rồi tan là nhưng à, Tha chai hơ là liáng khổ gì hô Sau khi chị đã uống được hai ngậm Chuyệt tơ chư chỉ hơ tơ Sư xeo tủ sợi tơ là cảm thấy chư chỉ hơ tơ Những cái thứ mà mình đang uống Cái thứ mà mình đang uống à, Chư chỉ hư tơ Sư xéo tủ sệ là cái nước sát khuẩn hay là nước diệt khuẩn, nước sát trùng gì đó cũng được. Phú yến trừ sư tuê xeo tu số chia so là Phú yến trừ sư tuê xeo tu số Nhân viên phục vụ chỉ nói với tiểu đổ là Chia so sệ là bị tiếp nhầm nước rồi hoặc là bị đưa nhầm nước rồi. Chia so, chia là đưa nhầm. Chia so sệ là đưa nhầm nước rồi. Xem tha số là sân, tôi bố chị Và nói một lời xin lỗi với chị ấy Xem tha số hướng về chị ấy mà nói Thì tức là nói với chị ấy Xem tha số là sơn, tôi bố chị Nói với chị ấy một lời xin lỗi Rãn hô, chú dô kể tha Chia là y bê bãi sệ Rãn là sau đó Chú là thầy, yêu là lại Kể tha chia là bê bãi sệ Tiếp cho chị ấy, tức là đưa cho chị ấy một ly nước trắng Bãi suệ là nước trắng giống như nước suối Nước suối chẳng hạn hay là nước tinh khiết gì đó Rảnh hô vô kể tha che lời bê bãi suệ 3月 a 日下午 chiều rưa xe sư tiền tố Hơn bốn giờ chiều ngày hai mươi chín tháng ba Tức là ngay cái ngày hôm đó đó xào tu khuỷ tao che hô Xiao Tu <tư> hồi tao gia hậu sau khi tiểu đổ về đến nhà. sàng zi hở quê, phi thường bu su phu, tức là hình bu su phu cũng được. sàng sư hở quê tức là cái cuốn họng cái họng của mình hở quê và bao tử. Phi thường bu su phu, bu su phu là khó chịu. Phi thường bu su phu là cực kỳ khó chịu hoặc là rất là khó chịu. Tha mà sang to phu chín tại y yu yên, suy khan di sân. Tha mà sang to phu chín tại y yu yên, chị ấy lập tức mà sang là lập tức. To phu chín tại di yên, đi đến bệnh viện ở gần đó. Khăn di sân là khám bác sĩ, tức là đi khám bệnh. Chiên của chèn xã, trải qua kiểm tra thì mình có thể dịch thoáng là sau khi kiểm tra. Di sân số bác sĩ nói, Xeo tu sư yên quê khứa là xeo tủ xuệ, Sải bu sú phu Xào tu sư yên quê Tiểu đổ là bởi vì uống Bởi vì uống cái nước sát trùng xải là mới bu sú phu là bị khó chịu Như vậy thì mình dịch là bác sĩ nói Bởi vì tiểu đổ uống phải cái nước sát trùng Cho nên chữ xải đây á Nên mới bị khó chịu Sải bu sú phu Su châu sư sàng Sư Sàng là thị trường Rồi Xu Châu là thành phố Tô Châu Su Châu Sư Sàng trên quản chỉ Cục quản lý và giám sát thị trường Của thành phố Tô Châu Su Châu Sư Sàng trên quản chỉ Về tiêu trả là trên chén sư Và cũng đã điều tra cái việc này Tiêu trả là điều tra Cũng điều tra cái việc này <tiếng nói> khô, giác hình tớ chí Cuối cùng cái cửa hàng Kentucky này kể là xèo tú tờ khăn pin tờ xẻn. Kể đây là đưa hoặc là trả hoặc là cho thì tùy chỗ mình dịch. Kể là xèo tú tờ khăn pin tờ xẻn tức là trả cho tiểu đổ cái tiền đi khám bệnh. Trơ chá hình tới chi kể là xèo tú tờ khăn pin tờ Hải là xèo tú. Hải kể là xèo tú và còn cho

xào tu trừ sư hơ là tiểu đổ chỉ uống hỉnh sầu tơ y tiền tủ chỉ là một chút hoặc là một ít thuốc sát trùng thôi hào trai đây là may mà hào trai xào tu trừ sư là chỉ là trừ sư là sầu tơ tiền tu sợi sức khỏe của chị ấy dễ gì là cũng đã khỏe lại rồi cũng đã khỏe rồi tan trung giao tờ xưa nhưng mà điều quan trọng là tơ này tức là những cái điều tan trung giao tờ xưa cái điều quan trọng là quay khơ phục phú tờ fan tiên cái nhà hàng phục vụ cho khách quay khơ phục phú tờ phan tiên cái nhà hàng phục vụ cho khách chầm mó sải nẫn làm sao mới có thể của trai chú cho nhăn thời xưa để không xảy ra cái sai lầm như thế này nữa cho dân từ xô là cái sai như vậy hoặc là cái sai sót như vậy làm sao để những cái nhà hàng phục vụ khách có thể đừng để xảy ra những cái sai sót như vậy thì đó là cái điều quan trọng tan trung giao tờ sư quê khơ rỉnh phú u tờ phan tiên dầm mơ sải nửng Bụi trai chú trai cho thì đó là nội dung của cái bài này và sau đây xin mời các anh chị và các bạn nghe mình đọc lại một lần nữa để mọi người xem là sau khi mình nghe giải thích rồi á mình nghe lại mình nắm bắt nhiều không à, rất khuyến khích mọi người nghe đi nghe lại cái phần này cho nhiều để mà chúng ta thật là thuộc mà khi kể lại được thì chúng ta mới xem như là thành công nhé sau đây xin mời các anh chị và các bạn nghe mình đọc 最近在江苏苏州工作的女孩小杜说，她三月二十九日下午在苏州一家肯德基吃饭时，因为天热口渴，向服务员要了一杯冰水，但她在喝了两口以后，觉得自己喝的。 是消毒水。服务员只是对小都说接错水了，向他说了声对不起，然后就又给他接了杯白水。三月二十九日下午四点多，小都回到家后，嗓子和胃非常不舒服。 他马上到附近的医院去看医生。经过检查，医生说小杜是因为喝了消毒水才不舒服。苏州市场监管局也调查了这件事，最后这家肯德基给了小杜的看病的钱。 还给了小都一万五千元的赔偿。好在小杜只是喝了很少的一点消毒水，现在他的身体也已经好了。但重要的是，为客人服务的饭店怎么才能不再出这样的错？ Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 22 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. Và nhân đây cũng chúc mọi người an lành vượt qua cái mùa dịch bệnh này. Và mọi người hãy cho thầy một like để cho video của thầy nó được lan tỏa nhiều hơn. Xin cảm ơn mọi người.